wooden plumb by 20. Now, mình thấy nhớ ôi cười. Hồi đang gọi gia đình nào phải lo hầm bán xe cái cửa để lúc máy bay lên cho nhanh à. Thế mình đào biết được rồi. Mà mình được hạ xuống thì chỉ phải nợ người khác nữa chứ mình hạ nào được. Một thân một mình là con gái cùng nó cứ yếu đuối. Thì nó nhờ ông Vĩ, nhờ chú Văn Hậu Kim. Cái hầm xuống cả chị, cả chú xuống. Ngày một mình chị sợ nó lôi chị xuống. Thì ông nó không giúp cho thì ông nó nói mình hài lòng thì ông bảo tôi là người ốm ở nhà đi Văn Hậu cho chị à. Ông nói câu khó nghe. Thế là chú thân chồng cô Liên, chú thì người miền Nam mà cô Liên là người Can Lộc nhà mình. Thế chú biết là ông bị khó tính mà không giúp đâu. Chú bảo thôi chị đến người mặc em, rồi em vẫn đúng cho chị. Nói vâng, thôi chị, chú giúp chị thì chị cảm ơn chú, mà thôi để chị nhờ mấy người ở đây nữa, không có rồi. Một mình chú nhớ cái hầm nó lại rơi cả chú xuống nữa. Nó khóc chị cứ để lấy mặc kệ. Nó khóc chị không mặc kệ chú đâu. Nhớ đến lúc đó rồi chị làm nào. Rồi cô Lưu nuôi hai đứa con mình mà. Thế là chú bảo được chị cứ để lấy mặc em. Thế là chú vẫn được thôi một mình chú đó. Chú một cái đòn gánh, một cái cuốc. Với cái tay chú vừa vần hầm vừa nó.